Hello, xin chào anh chị và các bạn trong diễn đàn. Hôm nay lại mình xin chia sẻ với anh chị và các bạn về vấn đề an ninh mạng. An ninh mạng trong tiếng Anh gọi là cyber security. Nói chung thì tôi hơi bị ngạc nhiên. Hello Trang, chào anh chị và các bạn trong diễn đàn lần nữa. Thì tôi rất là ngạc nhiên khi nghe chính phủ thông qua một cái dự luật gọi là vấn đề an ninh mạng, mà bấy lâu nay tôi cứ tin tưởng vào cái vấn đề an ninh mạng ở Việt Nam rất là chặt chẽ. Mà tôi hơi bị sốc khi nghe mãi đến hôm nay Việt Nam mình mới bắt đầu đi vào một cái dự luật an ninh mạng. Tôi không biết nó có muộn màng hay không, hay là nó chỉ mới bắt đầu, nhưng dù sao đi nữa, việc gì đến thì nó cũng phải đến. Trước sau gì nó cũng phải đến. Hiện nay thì tình hình đất nước Việt Nam của mình, các bạn biết, trong cái sự đổi mới thì những các thế lực thù địch, hay nói một cách khác là những cái thành phần bao que xỏ lá, những thành phần chống cộng cực đoan, tụi nó đang lợi dụng vào cái sơ hở, cái chính sách đổi mới, chính sách nhân đạo của đất nước để nhằm mục đích kích động cái lòng yêu nước của những người dân, nhất là những người nhẹ dạ cả tin, để tin vào những cái gì mà tụi nó đang tuyên truyền. Cho nên tôi muốn livestream hôm nay nhắc nhở anh chị em các bạn là những người yêu nước chân chính, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ nền hòa bình của đất nước, bảo vệ sự bình yên của đất nước. Chúng ta phải cùng chung tay với Đảng và Nhà nước Việt Nam để cùng nhau vạch mặt những cái luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch. Thì như các bạn đã biết, trong những ngày qua, các thế lực thù địch nó đã lợi dụng cái lòng yêu nước của những người nhẹ dạ cả tin, tạo lên những cuộc bạo loạn, gây đến sự bất ổn an ninh trong đời sống của những người dân. Thì vấn đề này nó rất là đáng tiếc khi sự việc nó xảy ra, cũng phải nói là rất là lấy làm buồn khi mà người dân của mình, những người mà nhẹ dạ cả tin, họ chỉ nhìn cái sự việc trước mắt, họ không nhìn về những cái tương lai, những cái thế hệ sắp tới, mà họ chỉ biết là họ nhận được những đồng tiền của các thế lực thù địch để làm sao mà chống phá cái sự bình yên của đất nước. Tôi phải nói là một cái sự vô cùng đáng tiếc. Và hôm nay chính vì vậy tôi cũng muốn chia sẻ về vấn đề an ninh mạng. An ninh mạng nói chung nó không có gì lạ cả, nó không có gì làm ảnh hưởng tới vấn đề dân sự, nó không có ảnh hưởng tới những người mà lên mạng như chúng ta là những người yêu nước chân chính hay một số những người khác. Tại vì mạng nó là một cái truyền thông hiện nay là toàn cầu, để mọi người cùng nhau kết nối, để đặng mà giao lưu, tìm hiểu và học hỏi, để trao đổi những sự hiểu biết về tinh hoa của cái cộng đồng thế giới. Mạng nó là một cái còn gọi là Internet. Các bạn biết nó sử dụng để chúng ta kết nối cho nó dễ dàng và nhanh lẹ và tiện lợi. Nhưng bên cạnh đó, vấn đề tiêu cực hiện nay thì cái mạng nó đã xảy ra rất là nhiều những cái thành phần xấu, nó lợi dụng truyền thông mạng để đặng mà nó xuyên tạc, nhất là đối với Việt Nam chúng ta, những thành phần mà như các thế lực thù địch hiện nay, tôi nói một cách tế nhị là nó tìm cách len lỏi vào các diễn đàn mạng để đặng mà nó chống phá đất nước. Mà mãi đến hôm nay nhà nước Việt Nam mình mới bắt đầu có một cái chương trình gọi là an ninh mạng. An ninh mạng thì nói chung nó không có cái vấn đề gì mà nó làm cho mình không có cái sự bày tỏ khác chính kiến, hay là bày tỏ cái gì một cái tiêu cực xã hội. Mình có quyền bày tỏ, nhưng mà bày tỏ trong cái sự hiểu biết, bày tỏ trong cái sự xây dựng, bày tỏ trong một cái khuôn khổ của pháp luật nó rõ ràng. Các bạn đã biết an ninh mạng nó gọi là cyber security. Cyber security nó, các bạn đánh vào trong Google thì các bạn sẽ thấy Mỹ người ta đã có những cái bước tiến tiên phong. Nói chung những cái quốc gia phát triển đó, họ họ lúc nào cũng vậy, họ bảo vệ quyền lợi của quốc gia của họ là trên hết. Cho nên an ninh mạng đối với họ là rất là quan trọng. Khi mà họ mở cái truyền thông mạng cho toàn dân của họ để sử dụng đó, các bạn biết họ lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề an ninh.
để làm sao mà chống lại những cái luận điệu mà xuyên tạc những cái tin tặc và những cái tin xấu, nó gây ảnh hưởng tới quyền lợi quốc gia, ảnh hưởng tới cái đời sống của những người dân. Mạng có nhiều người họ cho là ảo và đôi lúc nó cũng cho là thật. Chính vì vậy an ninh mạng cần phải có. Các bạn biết nó không, an ninh mạng mà nó không có, nó sẽ xảy ra một cái sự hỗn độn, nó sẽ giống như một cái xã hội vô luật pháp vậy. Cho nên an ninh mạng cần phải ra đời, nhưng mà mình hơi bị trễ một chút, nhưng mà mong rằng nhà nước Việt Nam mình sẽ tiến hành càng sớm càng tốt để đi vào một cái dự luật, để những cái thành phần mà họ cố tình lợi dụng các diễn đàn mạng để đàn họ chống phá đất nước là mình ngăn chặn kịp thời. Đấy, mình ngăn chặn kịp thời để đặng mà mình giảm bớt đi những cái hệ lụy, những cái mà sự bất cập trong cái xã hội. An ninh mạng các bạn biết, ngay cả Mỹ họ sử dụng trên cái mạng xã hội Facebook rất là hữu dụng. Các bạn đánh vào trong Facebook và Homeland Security. Đấy, đây là một cái, cũng là một cái an ninh. Nó bao gồm trong an ninh mạng cyber security, và bên cạnh đó họ còn liên kết nhau cyber crime và cyber space. Các bạn biết, tôi không biết trong cái tiếng Việt của mình dịch làm sao cho nó đúng nghĩa, cho nên các bạn cố gắng mình tìm hiểu qua cái ngôn ngữ tiếng Anh rồi các bạn sẽ nhờ dịch thuật lại. Nếu các bạn muốn biết thêm rõ về an ninh mạng đó, các anh chị các bạn cứ vào trong cái Facebook của tôi, có thể tôi đưa những cái link. Tại vì tôi tiếng Việt nói chung á, tôi gờ Việt Nam hồi còn nhỏ, cho nên tôi không có, nhiều khi tôi nói những cái từ, những cái câu á, không phải là tôi quên. Tôi rất là yêu đất nước quê hương của tôi không có sử dụng nhiều. Sau này tôi sử dụng Facebook thì tôi mới nói nhiều đó. Cho nên tôi viết cũng không giỏi mà tôi dịch cũng không giỏi. Tiếng Việt á, nó rất là phong phú, và dịch nó làm sao cho nó sát nghĩa, và tôi chỉ hiểu theo tiếng Anh thôi. Cho nên anh chị các bạn chịu khó mình tìm hiểu, mình sẽ thấy rất là hay những cái trang mà tôi đưa về vấn đề an ninh mạng. Các bạn thấy Mỹ là một quốc gia mà các đầu tàu của thế giới hiện nay. Không phải tôi đem Mỹ để so sánh với Việt Nam, mà để chúng ta thấy được vấn đề mà an ninh mạng nó có sự liên kết như thế nào. Tại vì cái Super Highway, nó gọi là Internet hiện nay đó, cũng là do Mỹ nó khởi xướng ra. Cho nên tôi lấy hàng Mỹ để làm một cái điểm tựa để giải thích cho anh chị em các bạn thấy về vấn đề an ninh mạng. Đấy. Thì hiện nay các bạn thấy khi đưa ra vấn đề an ninh mạng mà một số người hay là các thế lực thù địch chống phá đất nước Việt Nam mình, nó lợi dụng, nó nghĩ rằng Việt Nam sẽ không có tự do ngôn luận hay nhân quyền. Đây là một cái sự rất là ấu trĩ, nó không phải là như vậy. Nó hoàn toàn không nghĩa là như vậy. Nó an ninh mạng nó phải có một cái khuôn khổ trong cái pháp luật. Cái gì cũng vậy. Các bạn biết, bút có bút pháp thì gia có gia quy. Nó phải đi vào trong một cái hệ thống rõ ràng. Như tôi đã nói, một cái đất nước hay một cái xã hội hay bất cứ một tổ chức nào mà chúng ta không có một cái luật lệ rõ ràng thì nó sẽ loạn. Nó loạn từ trong ra ngoài và từ ngoài vô trong. Nó loạn tùm lum tà la hết. Thì chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước ta trong những ngày qua, các bạn thấy vấn đề xài mạng Internet trong Việt Nam mình các bạn đã được thừa hưởng một cái sự ưu đãi phải nói là rất là lớn trong cái chính sách tự do, dân chủ, dân quyền tại Việt Nam. Và gần đây những các thế lực thù địch nó tìm cách chống phá, xuyên tạc đất nước, thì an ninh mạng cần phải ra đời và cần phải theo dõi để ngăn chặn những cái tin tặc và những cái tin xấu. Nó ai gây đến cái ảnh hưởng tới quyền lợi quốc gia, những cái quyền lợi dân tộc. Các bạn biết, nếu mà Facebook mà nếu mà không sử dụng đúng đó, nó có thể ảnh hưởng tới gia đình nữa. Cho nên an ninh mạng cần phải có. Có nhiều khi những cái sự lừa đảo, những cái mà vấn đề mà họ dùng Facebook, mạng xã hội để họ lên, họ lừa đảo hay là trong các vấn đề mà tệ nạn xã hội nữa, họ có nhiều những cái âm mưu. Nếu mà an ninh mạng mà không kịp thời ra đời đó, thì nó sẽ là một cái sự nguy hiểm vô cùng. Các bạn nghĩ đi, nó rất là nguy hiểm. Cũng chính vì vậy mà các bạn biết, ngay cả những cái công an hình sự của Mỹ như FBI đó,
và những cái cơ quan mà gọi là chức quyền của Mỹ đó, họ sử dụng Facebook như là một cái ngôn luận thực tiễn để họ đưa ra và để họ đưa lên những cái nan đề hay những cái cuộc sống trong xã hội như thế nào. Cho nên tôi thấy vấn đề an ninh mạng đó, Việt Nam mình bây giờ mới bắt đầu thì nó sẽ giúp cho cái những người họ xài mạng xã hội Facebook đó, nó thực tế hơn, nó thực dụng hơn, và nó sẽ không có mang tính cách gọi là khiêu khích hay là lừa đảo hay là vấn đề an ninh quốc gia cũng vậy, nó sẽ giảm thiểu. Người ta nó có cái luật rồi, người ta không dám nói tầm bậy, người ta làm cái gì cũng vậy, nó phải thực tế thì nó sẽ giảm đi vấn đề mà lừa đảo ở trên mạng nữa, vấn đề tội phạm nữa. Các bạn biết mạng xã hội mà, nếu mà mình sử dụng mà đúng cách thì nó rất là hữu ích, nếu mà sử dụng nó bị lạm dụng đó thì nó sẽ gây nên một cái tình trạng gọi là tệ nạn rất là nguy hiểm. Cho nên Quốc hội Việt Nam mình đã bắt đầu quyết định vấn đề an ninh mạng hiện nay rồi, tôi nói là phải nói là kịp thời và đúng lúc để nhằm ngăn chặn những cái tin tặc, những cái sự tấn công và của các thế lực thù địch. Trong những ngày qua các bạn thấy là những cái sự bạo loạn cũng vậy, các thế lực thù địch chống phá đất nước ở nước ngoài cũng vậy, nó sử dụng cái mạng Facebook rất là mạnh. Bên cạnh đó nó còn sử dụng những cái mạng xã hội khác nữa như PowerTalk. Rồi các bạn biết nó sử dụng rất là mạnh. Và tôi thấy nó đã đạt được cái mục đích của nó trong những ngày qua. Và nó gây lên cái sự xáo trộn trong xã hội Việt Nam ở một số những cái tỉnh như là Bình Thuận. Mà dưới cái sự gọi là nhân đạo của đảng và nhà nước tại hiện nay đã không sử dụng những cái chiến thuật gọi là quá cứng rắn để đối phó với những thành phần bạo loạn. Tôi thấy đây là cái sự việc rất là hay, rất là hay trong cái chính sách mà đối nội của nhà nước ta, nhằm mục đích để tạo cơ hội cho những người mà họ lầm lường, lạc lối để họ quay về và họ có cái cuộc sống tốt hơn. Thì sở dĩ hôm nay tôi muốn live stream là tôi kêu gọi các bạn, chúng ta là những người yêu nước, chúng ta sẵn sàng rồi vạch mặt những cái thành phần mà họ có những cái luận điệu chống phá xuyên tạc đất nước, để đặng mà cùng nhau xây dựng đất nước ngày một nó tốt hơn. Phải nói là trong những ngày qua tôi biết rằng anh chị em các bạn cũng rất là buồn, những người yêu nước chúng ta khi thấy những người dân, những người nhẹ dạ cả tin họ bị các thế lực thù địch, tụi nó tìm cách phá hoại sự bình yên của đất nước. Thì tôi live stream hôm nay mong rằng chúng ta cùng nhau mà học hỏi. Như các bạn tìm về hiểu thêm về vấn đề mà an ninh mạng, các bạn cứ vô trong Facebook của tôi. Tôi chỉ biết có tiếng Anh thôi, tại vì còn những tiếng Việt thì tôi sẽ kiếm người thông dịch, họ dịch, những người mà người ta dịch thuật hay đó. Tôi nghe nói có một anh chàng là cũng yêu nước lắm, dịch thuật rất là giỏi, để tôi tìm coi anh ta dịch thuật cho nó hay thì mình đưa lên để đặng mà mình cùng nhau mà tìm hiểu về vấn đề an ninh mạng như thế nào.